chuyện xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng cô thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy cô vọng mãi. Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người, nâng con bay khắp phương trời. Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa. Trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha nhớ bạn bè nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi liên tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng
bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười những nỗi nhớ niềm thương gửi cho sẽ chia bên nhau lúc buồn vui. Rồi thời gian trôi đi theo ta lặng lẽ, lời thầy cô ta mang theo hành trang, mình mang theo bao khát vọng và tạm biệt xa mái trường cùng thanh xuân của mỗi chúng ta. Phút giây này làm ta nhớ mãi trở về một thời đã qua, lại kề nhau nghe chuyện xưa ngày cùng yêu trong mộng mơ. Thời gian ơi xin đừng quá mau, và ta nhớ về một thời như thế. Mới có cơ hội được gặp gỡ đông đủ thầy giáo, cô giáo kính yêu và toàn thể các bạn tại ngôi đã từng học tại ngôi trường cấp 2 xã Nam Hải ngày đấy. Lời chúc nhất thay mặt cho toàn bộ các thành viên lớp 9E niên khóa 1999-2003 xin gửi đến các thầy giáo, cô giáo lời chúc nhất tốt đẹp nhất. Trong ngày vui hội ngộ này, chúng em xin kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn. Xin một tràng vỗ tay. Xin gửi đến tất cả các bạn lớp 9E lời chào thân yêu nhất. Chúc các bạn và gia đình của mình vạn sự như ý, thành đạt, hạnh phúc viên mãn. Kính thưa các thầy giáo, thưa các bạn, tính từ ngày lớp chúng ta chia tay, các thầy cô, bạn bè rời xa mái trường thân thương, nay đã trải qua 20 năm và cũng gần đó thời kỳ chúng ta bị cuốn vào dòng xoáy của cuộc đời với bao suy nghĩ lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn, nhiều thứ đáng nhớ và đáng quên. Nhưng có một điều rằng mỗi người trong chúng ta chẳng hề quên được những ngày còn học chung dưới mái trường Nam Hải thân thương này.
Mỗi năm tới hè, lúc cánh phượng hồng như đang rực cháy, những hình ảnh kỷ niệm áo trắng ngày xưa bỗng dưng lại trào dâng lên trong lòng mỗi chúng ta. Chúng ta mong muốn quay về mái trường thân thương để một lần nữa được gặp lại thầy cô thân thương và các bạn. Ngày hôm nay lớp 9E chúng ta tổ chức buổi gặp mặt chính thức 20 năm xa cách, một cách long trọng hơn, đầy đủ hơn, cũng để thỏa lòng những tâm sự tình cảm của các bạn. Trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của chúng ta, rất vinh dự được chào đón thầy giáo, cô giáo cũ của lớp 9E niên khóa 1999-2003. Tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo hiệu trưởng Đặng Ngọc Dương, cô giáo Đàm Thu Hà, cô giáo Bùi Thị Hải và sự có mặt của thầy giáo Hương cũng là chưa các thầy cô, chưa các bạn, nỗi nhớ thời học sinh áo trắng đã được thi sĩ Hoàng Đức Cầm viết trong bài thơ Chiếc lá trước nhất thật không bao giờ có thể quên. Chùm phượng hồng dấu yêu đó rời tay, tiếng ve trong mắt sẽ nuôi hồ nước, con ve tiên tri vô tâm báo trước, có nhẽ một người cũng khởi đầu yêu. Muốn nói bao năm, muốn khóc bao năm, lời hát đầu xin hát về trường cũ, một lớp học bâng khuâng màu xanh thủ, sân trường đêm rụng xuống trái bạc đêm. Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy, mùa hoa mơ rồi tới mùa phượng cháy, trên sân trên trán thầy tóc chớ bạc thêm. Để tiếp theo chương trình thì xin mời một bạn đại diện cho lớp mà mình nên có đôi lời, xin mời bạn Tú đại diện của lớp nên quay đi quay lại chúng ta đã 20 năm rồi. Các bạn bây giờ nhìn thấy các thầy cô giáo vẫn còn trẻ, còn các bạn bây giờ thấy thầy đổi chóng mặt trưởng thành rất nhiều. Ngày hôm nay cũng rất là lâu rồi thì chúng em mới tổ chức được một buổi họp lớp đông như thế này, mặc dù chưa đủ nhưng mà như thế này là rất là đông rồi. Thì đây là điều rất là vui mừng, ý nghĩa của lớp chúng ta. Hy vọng sau buổi họp lớp này thì chúng ta sẽ định kỳ 5 năm là 3 năm một lần, chúng ta sẽ tổ chức những cái ngày đông đủ này, còn hàng năm sẽ là họp lớp. Hôm nay rất là vui vì có đại diện thầy hiệu trưởng trường cấp 2 và hai cô giáo chủ nhiệm cấp 2 chúng ta ngày xưa đến tham dự. Còn thầy Hóa và cô Thắm thì vì công việc bận nên không thể đến hiện được và thầy không tham gia được, đấy là điều chắc là để dịp sau. Không biết nói gì hơn thì thứ nhất là gửi lời kính chúc đến các thầy các cô, đây là người giữ dặn chúng ta ngày xưa, sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Chúc các bạn hôm nay liên hoan buổi liên hoan sinh nhật của liên hoan hai mươi năm ngày trở về thật là vui vẻ, ý nghĩa và chúng ta sẽ vui hết mình ngày hôm nay để kỷ niệm ngày trở lại. Vỗ tay nhỉ. Theo thì đến dự buổi liên hoan gặp mặt của chúng ta hôm nay thì thầy giáo hiệu trưởng Hồng Dương có một nắng hoa là đến tặng lớp, xin mời bạn Nam nên nhận nắng hoa và cảm ơn thầy. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa toàn thể các bạn học sinh lớp 9E niên khóa 1999-2003. Ngày hôm nay được hiện diện tại khu vực ở đây các thầy cô nữa, thì trước tiên thay mặt cho các thầy cô đang công tác, đã từng công tác tại nhà trường, các thầy cô đã từng chủ nhiệm và dìu dắt các bạn học sinh lớp 9E của 20 năm về trước, xin được trân trọng cảm ơn cái tấm chân thành, cái sự tri ân của các em đã nhớ và đã hướng về các thầy cô giáo, những người đã dìu dắt mình. Đầu tiên thì thay mặt cho thầy cô giáo đang công tác, xin được cảm ơn các em. Các em thân mến, thì tôn sư trọng đạo uống nước với nguồn là truyền thống tốt đẹp từ ngày xưa của dân tộc. Và hôm nay các em đã sau 20 năm khi tốt nghiệp trường trung cơ sở Nam Hải ra trường, bôn ba trên những con đường lập nghiệp, xây dựng gia đình, xây dựng hạnh phúc, làm những việc của bản thân, của riêng mình, thì các em đã có cái dịp để tụ hội về đây. Đó là một cái điều rất là đặc biệt.
bởi vì với những học sinh thì mái trường trung học cơ sở luôn là những kỷ niệm đẹp, luôn là những gì đó rất là trong sáng, ngây thơ, những kỷ niệm khó quên, có thể có những nỗi buồn, niềm vui, và ở đó chúng ta được quay trở về với những cái tuổi ban đầu, tuổi vừa là người lớn vừa là trẻ em, có một chút gì đó rất là khó tả. Và thầy mong rằng là ngày hôm nay thì các em sẽ cùng tất cả cùng sẽ quay về cái kỷ niệm đấy, những cái kỷ niệm đấy. Thì thầy đang công tác tại trường Trung học Sơn Hải mới được 2 năm, thì cũng rất là mong muốn được chia sẻ với các em là về ngôi trường của mình hiện tại. Năm học 2022-2023 đã kết thúc, thì với kết quả thi đua của nhà trường, công tác học sinh giỏi xếp thứ 2 trên 30 đơn vị trên toàn huyện, công tác khoa học kỹ thuật thì xếp thứ nhất trên 30 đơn vị trường học, và cùng với kết hợp với các công tác khác như là giáo dục thể chất, công tác thi tuyển sinh với lớp 10, thi học sinh cuối cấp, thì năm học này thì trường sẽ lại vinh dự được khối thi đua 16 trường trung học cơ sở trong toàn huyện vinh danh là trường xếp thứ nhất của toàn huyện, được nhận cờ thi đua của ủy ban tỉnh. Đây là thành tích cao nhất tổ chức đến nay của nhà trường đã đạt được. Mong muốn rằng thầy cô sẽ mãi nhận được những tình cảm của các em, cái sự đồng hành của các em trên con đường phát triển của nhà trường. Và hôm nay kỷ niệm 20 năm này trở về, không biết nói gì hơn thì xin được chúc các em có một cái buổi gặp gỡ thật là vui vẻ, hạnh phúc. Xin được chúc tất cả các bạn học sinh, cựu sinh lớp 9E niên khóa 99-2003 một cái những điều chúc tốt đẹp nhất, mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc, và những điều đó là trọn vẹn và tốt đẹp nhất. Xin được cảm ơn các bạn. Đây là một cái điều mà cô rất là mừng, rất là mừng khi mà thấy tất cả các em đều rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc và rất là có thể nói là tự tin khi mà trở về trường sau 20 năm. Đấy thì thật sự là trong cái ngày vui này cô cũng không biết nói gì nhiều hơn, những lời chia sẻ tâm sự thì cô cũng nói từ sáng đến giờ rồi, và giờ đây thì cô thì có một cái lời trước hết là xin cảm ơn tất cả các em thay mặt cho các thầy cô là đang đứng lớp của trường trung học cơ sở Nam Hải, thì cũng xin có thể nói rằng là lan tỏa những cái niềm vui này để các thầy cô tiếp tục mang tất cả những cái tri thức cũng như là cái niềm tâm huyết, tình yêu thương học trò của mình cống hiến nhiều hơn nữa cho con em Nam Hải. Và cuối cùng thì cô chúc các em luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong cái con đường sự nghiệp sắp tới của mình. Cô xin chân thành cảm ơn. Một vì sao
cao lấp lánh. Về trong đêm tối vắng, thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ. Dìu đôi chân bỡ ngỡ, hòa trong tim nắng ấm, thầy chắp cánh để tôi bay vào đời. Bước trong sân trường xưa, hàng kê đã ngẩn ngơ nhìn theo. Nắng lung linh đùa vui, hàng mẹ vẫn tiếng mẹ gọi reo. Nét vân trên bảng đen cũng năm tháng kéo tôi quay về. Tôi chẳng ai
Là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn ngoài trong bờ giữ giờ chơi, mong đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngân ngỡ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu